Mọi người ơi, ở nhà chống dịch nè, mình cho mọi người biết một bí mật nè, hay không, thấy không, hay không? Hôm nọ biết sao là có cái nồi này không? Hôm nọ người ta cho một con gà to 3-4 ký gì á, xong rồi cho 3-4 ký cá nữa, thế là cá biển mình không ăn được. Xong rồi có con bé phòng bên cạnh nó mới lấy giò về, nó đổi cho mình nè, đổi cho mình, xong rồi nó lấy cá, xong nó cho mình giò heo nè, 4 cục to đùng luôn. Thế là bây giờ mình róc ra nè, róc ra được bằng này thịt nè, rồi mình hầm xương nè, thấy không? Đấy, đấy, một mình còn ăn kiểu này thôi chứ, kiểu này làm sao đây chứ. Đây nè, đây là cái nồi này, là nồi mình róc róc xương, róc thịt ra rồi, còn xương mình lấy đi hầm. Xong rồi thịt cái này mình kho lên để ăn lâu ngày nhá. Trời ơi, cực khổ lắm biết không? Buồn lắm đây. Ăn thì nhiều, ăn một lúc lại được, ăn không được hết, mà có lúc thì lại không có mà ăn. Đây, một nồi thịt gà nữa nè, đấy, thấy không? Một con gà mình cũng róc ra, một con gà mình cũng róc ra, mình lấy cái xương cái đồ mình đi hầm như vậy. Còn mình làm được một hũ, hôm qua mình làm đó, làm cả một ngày luôn, được một hũ chà bông, là một con gà của mình đó. Còn bây giờ là cái này là cái thịt đó, ngon không, ngon không? Trời ơi, đã lắm luôn, ngon lắm nha mọi người, ngon lắm luôn á. Ăn sướng, trời ơi. Một mình ăn không được hết. Một mình ăn lâu lắm, ăn không hết. Còn cá khô này, cá khô này, đấy không? Cá khô này 2 bịch nhá, ở trong này còn một đống này. Mì tôm mình cũng chưa ăn. Ở trong này còn một đống. Đấy, đấy. Ở trong này đầy đủ hết nhá, ở dưới cái nồi úp xuống rồi, mình không mở lên. Đường, đồ bột ngọt, muối, đầy đủ hết. Nhà nước cho nhá, đầy đủ hết nhá. Trứng mình cũng chưa ăn nhá. Đây này, hôm nọ mình mới lấy 2 quả mình luộc ăn chơi á. Người ta trời ơi, cho nhiều lắm luôn á. Ở đây mình ăn thoải mái nhá. Ở đây thì cái ăn không lo, chẳng qua là mình còn cái không đi làm được thì không có tiền thôi, còn ăn thì không lo đâu. Chúc mọi người mạnh khỏe nhá.